Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Chiều tối nay tiếp tục lên sông thì thả lưới cá Vinh nữa bạn ơi. Không gài ghiền lưới quá, chịu hết nổi rồi. Tới nước là chiến, tới nước là chiến à. Tới nước mà không chiến, uổng lắm. Với lại không gài mình cũng canh canh mấy con nước này lắm nè. Vừa sụp tối nè, nước nó đứng. Khoảng trời vừa tối nước đổ ra là cuốn á. Là nước này phải đợi chúng là đầy lưới luôn á. Đây, tay này mình mới thả xong bạn ơi. Tay này đây tắm phần theo cái dòng phao trắng nè. Đó, phao trắng là lưới mình đó. Nước cho này cũng còn hơi nhích nhích vô, chắc khoảng 15 phút nửa tiếng nữa mình cuốn. Còn tay kia giác này nó không biết nó nằm đâu luôn nữa. Ờ kìa. Đầu này thấy nằm đó kìa. Đầu kia chắc nó trôi lúc đầu dàm rồi, tại nước bển đổ ra rồi. Chuyến này mình thả dưới đầu dàm nha bạn, không có thả ngay đầu dàm. Đổi bến mới rồi, không gài lâu quá không xuống đây. Nay nước lớn nên xuống đây chứ nước gồng mình cũng không dám xuống nữa. Nước gồng xuống đây nó hơi cạn, mình mắc công thâu phao chứ gì hết trơn á. Rồi chờ đợi cuốn lưới bạn ơi, hy vọng đêm nay trúng cá nữa nha. Ghê vô anh Jackson Boy. Chiều nay trên sông lưới cũng nhiều, 1, 2, 3, 4, 5 tay. Mình hai tay, chú Tâm hai tay, với lại chú Út một tay. Ngon, nước bữa nay im lắm. Trời đúng chiều, trời trong mây tạnh luôn nè. Mới tạnh mưa, nhưng mà mưa cũng không được lớn lắm. Phải mưa lớn nước ấm mới ngon. Giờ mình bơi tèn tèn lên tay kia bạn ơi, chắc hồi cuốn tay kia trước. Tay này ngâm đây đi. Bến này đang nằm đây ngon quá trời, ngay bè xăng này cũng ngon nè. Bến này hay có cá lớn lắm. Chắc chiều mình lên sông mình thả lưới bạn, ngắm cảnh chiều ha. Ngắm hoàng hôn rồi cũng sướng. Không sướng hơn đi quán cà phê sao. Đi này về vợ thương nó vừa không có tốn tiền mà vừa có cá về ăn nữa. Ngon ngon ngon. Đặc biệt mà hồi chúng nguyên bầy cá ha, cá bự 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 không ha. Là thứ nào chịu nổi luôn á. Chắc này tầm chừng 50 phút là trời sụp xuống tới hù rồi, lẹ lắm. Trời sụp tối này mau cấp kỳ. Mấy bữa giác chiều mà nước nó chuẩn bị gồng gì nữa bạn. Lên sông ít ghe chạy, nó thả nó im lắm. Còn giác chiều mà nước nó chuẩn bị lớn, ghe chạy nhiều lắm. Đây, tay ba màng là giác này nằm đây bạn ơi, giác nửa dòng sông rồi. Cái tay trên đây nói chung thả nó khó chịu lắm, tại nó hai ngay hai đầu dàm. Thả mà trễ nước, hai giọt nước nó đạp ra lại tay lưới nằm ngay giữa. Còn thả sớm thì nó trôi tuốt dưới đây. Nên phải canh, phải nói là chính xác khoảng 80-90% mấy cơ hội bắt cá khúc này. Nhưng mà phải thời chúng là vô luồng là nguyên bậy. Đây. Ngon lành cũng im lắm á. Tay này thiên về mé bên kia rồi. Mé bên kia này chú Út đi trúng. Nãy đi lưới ba màng cặp mé cũng mấy kilo mà cá nó không được bự. Phao này nhỏ quá nhìn không thấy luôn. Gối địa hình thiệt. Đầu kia nằm lúc dưới kia luôn rồi. Này chắc hồi qua bởi mình cuốn qua đây quá. Đây, chạy cháu gích. Thả lưới lấy phao là chạy cháu gích luôn. Mớp đứt hết trơn. Phao bọng như nó mất tiêu hết trơn rồi. Để, đầu lưới rồi này. Rồi, giác này bắt đầu mình cuốn lưới bạn ơi. Nước gồng đưa ra rồi. Tay này giác này nó quét ra nửa sông rồi. Hy vọng nay trúng cá nha. Chắc trúng cá nè. Chiếc bao rồi. Cái con gì? Đâu hả? Tôm tép vô rồi. Gọi rồi có cái ghe chạy tới rồi nha. Nhìn xuống nước rồi có trá đèn được. Mà thấy bá hả? Bá hay vậy?
cái bơm. Nó tính tôm mà phớt cái bóng đen xì về thòn. Tôm giả chứ phải tôm thiệt. Quá là nhạt, quá nhạt. Chắc này lên nhạc là đúng bài luôn. Trời vừa chụp tối mưa mới tạnh nữa. Làm cái lẩu liếu ghéo ha. Đủ đế ha. Làm bài giống cổ, dài bài giống cổ nữa ha. Ngon luôn á. Thả lưới này dính toàn đá không à. Cục bự bự luôn à. Bao nhìn chìm xuống đá. Đứt nữa hả? Nãy lúc trong đó đó. Cục có một đứt nữa. Buồn lại luôn không? Trời ơi. Nghe cái đầu lưới này chất lắm à. Nãy mé đó chú Út quét ra hết cá rồi. Cái giọng đầu bên kia với nửa sông. Đây, mới nhắc. Mì Vinh. Một con đầu tiên. Lưới thấy vậy chứ ghiền lắm bạn ơi. Ghiền cái lúc kéo lưới không biết dính cá gì dưới. Cảm giác mà đâm lưới bực bực sướng lắm. Hay là kéo kéo mà nó phình lên ha, chào bá nha, trắng phiếu ha. Hết hồn liền. Mà mấy cái đó không gài chỉ trên lý thuyết à. Thực hành chưa có. Thực hành toàn rớt không. Đó, đó có cá vậy lên tim. Ủa. Nữa. Hả? Gì? Nói gì? Hả? Đây, một em cá rảnh bạn ơi. Vậy nó bên đây mắc nhạt nữa. Vậy mới sớm tụ. Đêm nay rồi. Thả lưới trúng đêm nay là ngày mai mình thả tiếp luôn bạn ơi.
lửa tay mà nó chích cất rồi. Cái này bù hông quá trời ta. Mắc đèn anh bu quá trời bu rồi. Con nước này dở quá, con nước chứ ngồi trúng bể tay. Con nước này bể lưới. Dính gốc bể lưới luôn chứ. Cái gì xương băng luôn rồi phải không? Cái này xương băng luôn rồi phải không? Cái này hết xương rồi. Cháy ghiêu 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 ra mà, đâu cháy mạnh đâu. Hôm nay muốn ương. Nước không. Màu với người đất trần. Dài đủ kiểu. Nè đỏ. Tự ra. Có chở chị Hai Thảo Quy rồi, chị Hai Thảo Quy nhảy rồi đó. Ừ. Đúng bản nhạc rồi. Bài guồng có thôi. Bài guồng. Này, em nữa. Quay hát mấy bản này mắc cười lắm. Ê, trời 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 trời. Dữ rồi, dữ rồi, dữ rồi. Tim cho bá luôn. Mày Vinh, mày Vinh. Tim là mày Vinh đó bạn ơi, cái rảnh đâu lên tim. Đây. Mấy cái con ấy nó mui quá à. Hả, không ra. Con nội không nuốt, con nội không nuốt, hồi là hết à. Đây, một em cá nữa mày Vinh. Ê, dục lên đi nha. Dục lên cái rồi kìa. Dục lên cái miếng vải rồi kìa. Lên bằng ca. Khổ quá. Cái đầu giữa xong cho giờ bệnh có rồi đó. Thiệt. Mé đây nè chú Út đi hết rồi. Chú Út đi lần nữa đi 2-3 dạo mà không chét. Từ trong mé tới ngoài nữa nữa xong á, 1/3 xong. Lưới cục mà nó thả hoài à. Chục trên nữa rồi. Màu cái đứt chân luôn. Chai nè, mà chai. Bụi con đó. Ê, 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 ê. Bụi con anh ơi. Đó quá à. Ê, nước bên em mày Vinh không à. Ê, ê. Mày Vinh nhiều. Nãy giờ mới có hai cái chảnh thôi ta. Còn hai con. Con. Ê, kìa, 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 kìa. Vô luôn rồi. Biết lắm. Thả bằng đêm này hay bị đứt phao lắm. Thả hai tay không quản lý sể. Vô 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 vô. Đây nữa nè. Đây dưới nè. Vô. Quá bự luôn bạn ơi. Có xước, có xước. Có cái gì bên gì ta? Miếng nữa lúc phẩm này người ta kém á. Ta kiếm lưng hay đâu lưng. Xuống. Sắt nó nước uống gì đó. Rồi rớt rồi. Cá này dính nửa sông rồi bạn ơi. Nói chung là không có bự lắm. Vừa bắt là vừa dính đúng không? Cá đó 10 con mới được ký. Cao 7 không?
Hả? Con có hơn, có con có 150, có con có 200 gram luôn á. Con nãy bự kìa. Không, con mới dính kìa. Ờ. Con mới dính 10 con ký. Đúng rồi, con 100 gram. Ngồi đi vậy tính trơn rồi. Nhiều con bán nhiều tiền tính trơn rồi đó. Con này ký nhiêu nè, kìa mới dành cho bác à. Nè, bự nhất nãy giờ nè. Không thua, không thua, thua không. Không bằng người Vinh đâu. Chạng chạng với cái mà Vinh nãy á. Mày ngon thôi. Nó sạch sạch được. Nó sụt cho đẹp đẹp được. Quá rất nhau lắm chưa. Cúi lưới luôn. Quá rồi. Tứ hướng hết trơn rồi. Ủa phải tại nó trôi xuống. Trôi cái gì? Nó trôi xuống ngay cái khu nhẹ. Đúng rồi. Là hai bên luôn mà. Hai bên sông luôn, đấu với nhau. Hàng nào lớn hơn? Đó rồi. Tới đây lưới kia, nhớ cho cũng gần tới rồi đó. Trời, khúc trên dễ, ngàn bánh phạ khó chết. Chạy ngang mắt công người ta né né mình nữa. Nước này hay gì chắc ngâm cũng được á. Hả? Thấy nó cái gì vậy? Điếu điếu mà chứ không thèm ăn. Trời ơi mà nó ghê. Ủa cắn quá. Đầu nó chết chết đó. Dở vậy? Ủi con ơi. Con lúc đó. Tút chậm. Hả? Thì vậy là kia tút chậm. Trời, không qua ngủ rồi bạn ơi. Chết luôn rồi. 2, 4, 6, 8, 9, 10 con. Mấy con? 10 con. Đù, kiếm được chục con im quá ta. 10 con. Ý trời ơi. Tại ta kêu quốc 20 nữa được rồi. Rồi xong một tay. Ngon, con lạnh. Ăn cũng được không ạ? Nhẹ quá rồi nghe mấy đứa. Lên được không anh? Vô mánh này, vô mánh này. Chuyện luôn á. Vô mánh này. Hên quá, nắm được cái đầu lớn. Con 3 kg. Dính nguyên con khu vô chà bá lửa luôn bạn ơi. Quá trời rồi. Vô mánh không nhận bên ai rồi. Nãy á hâu phao lên nóng thâu để như dài dữ. Trơn cá nữa kìa. Đâu? Đó. Cá đâu? Đó, dưới cái tay kìa. Phải không? Nói gì nữa con cá. Cái rảnh. Chết rồi. Rồi dậy rồi rồi. Ra chưa? Bán lên đứt tay á. Ra chưa? Hả? Một cái đứt lên kìa. Rồi.
dài còn lon luôn, rất chiền các bạn ơi. Trời 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 trời, dài dữ vậy má ơi, nữa nó lớn luôn rồi, chưa tới nữa rồi xong luôn, xé tới một chuyện luôn rồi. Tới cái khoa mà chưa tới diện lưới nó đứt nguyên khoảng rồi đó, 10 mét, quất gốc cái 10 mét, quất gốc cái 10 mét này về căng ra cắt ngang đây là bỏ khúc này luôn là vừa đó. Quá trời vậy, ché dữ vậy không anh? Thôi rồi, thôi thôi rồi luôn rồi, chóp nãy tản thằng hồn dữ lắm rồi, không còn gì hết trơn các bạn ơi, mất tiêu hết trơn luôn rồi. Ủa sao vậy trời? Xé. Tới rồi, tới rồi. Chưa. Ủa chưa nữa, có phao. Có phao. Hai phao. Rồi xong rồi hai đó. Hai phao là 15 mét. Phao 7 mét rưỡi. Chưa tới. Rồi tới rồi đó. Khiến mãi cộng dây về buộc giàn lưới nè. Rồi lòn cái này hết biển cỡ luôn rồi. Còn cá. Cá. Cá lớn mà làm dữ ta. Một con đầu tiên của ta lưới cũng 8 phân. Nặng ghê, cung lưới rồi. Chào bá. Tôi thường mấy cái bọc bự bung. Ngáp hoài vậy bà chị. Có cá mà ngủ chết. Hôm bữa cá nhiều nhảy ướt đồ cũng ra la. Nay có cá cũng la. Rồi gì đó, gì đó. Cái gì đâu nè, dính cá là có hiện tượng liền, nhỏ nó bồng ra nó giật 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 hả, lưới nó phì ra bung ra nở ra. Ê dạ cá không, cá bự, cá bự giật từ từ có hiện tượng bạn ơi, lên tim kìa thấy không, quá đó kìa. Vô rồi, vô rồi, vô rồi. Không rồi đó. Phao dưới lịa luôn. Chiếc xe nó dính dưới phà luôn rồi, phà ở đâu luôn. Đó, 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 lôi. Tao. Kéo lên đi. Ủa, trời ơi, má ơi. Vô. Có hàng đó bạn ơi, trời ơi. À, chờ đợi có nhiêu nè, cả năm nay nè. Ôi ôi. Ôi, con này trời, nó ăn. Chờ đợi cái năm nay mới được cái con này nè bạn ơi, 2-3 năm nay mới được con lớn nè. Tôi ui, 2-3 dưới này hết bạn rồi, 2 bạn. Ôi nè. Ô mày. Đó, ướt mình rồi đó. Tha hết ngủ chưa? Thấy phì lưới rõ ràng nó đâm ít luôn á. Đâm giật lưới luôn á. Lưới bự cũng có ngày lập công chứ ế hoài sao. À, vừa mới nhắc bạn ơi, kiếm con cá bự gió sung sung có liền. Đứt khúc lưới cũng muốn à. Quá đã rồi, đứt khúc lưới cũng tiếc. Đứt có 15 thước rồi chứ có nhiều đâu. Ít lắm sung mà. Ôi, cá con rồi ký hơn á. Đâu không tới ký đâu. 800 gram mà, để giá nó thích quá vậy. Sao thấy nó bự vô vậy trời. 800-900 gram mà. Bự lắm. Rồi về cần biết hả? Chưa có ăn được cá bự lớn, mới ăn được có nửa ký lô à. Tính ra mấy năm rồi bạn, mới được con bự lớn đó. Nửa ký lô à. Thầy ơi, cái con này kho nữa hết sảy. Tốn gào nữa. Ờ, lên tim ủng mà đâm cái phì lưới ra mà thiệt cái tay luôn mà. Nhưng mà nó nằm im nha. Cô à, cá bự dính nó không có dậy không?
nó không có dính nhiều mặt nữa, cá bự dính dính mặt lưới à. Chán làm con nó coi chẳng cặp coi chẳng hết lưới rồi. Con hết rồi, mau vậy. Ôi nhạc lớn dữ vậy, nhận volume lên đây. Chắc hồi ghé vô quá. Ê ê ê ghé gọi ra làm sao đấy. Ghé vô ghé bậy quảng bạn ơi, làm bậy quảng. Đù, như ghe cũng hát nữa rồi. Rồi tới chạy luôn. Ôi gồi má, ướt quần hết trơn rồi. Ghe này còn dữ hơn chị bờ đó. Ôi 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 nhậu quá nha. Quá đã luôn, thỉnh luôn, người nhậu cao cơi luôn. Thời buổi giờ thời buổi mà âm nhạc mà giữa đồng không có chén của nhà sống âm đùng luôn. Bỏ phải ơi, phải dính con nó ế luôn trời. Thì tự anh chưa hết mà dính con cá cái tự nhiên nói chuyện luôn vậy à. Nãy không dính không ai nói chuyện gì vậy. Rồi. Chưa có hết lưới nè. Con cá nằm nhìn đã trời. Mấy con kia giờ không có miếng xi dê nữa. Chói quá à. Lúc đầu mình kéo lên thấy cái đuôi nó quơ quơ, thấy cái bự đâu bự dữ vậy, phịch cho mình lên giùm mình. Để cho mấy con cá đó nó chói vậy. Chói. Luôn. Nhiều rồi đó, 2 ký mấy rồi đó. Ở đâu đâu cần số lượng đâu. Mất cái bộ mình hai con nhỏ. Ủa hết rồi hả? Hình như tay này có 2-3 con không ta? 3 con à? 3 con à? Không. Gây 13. Đúng rồi, 3 con à. Hồi nãy tay lưới kim điếm 10 con. À ủa sao cục lưới bữa nay nhỏ gì vậy? Đứt nè, hết cục rồi. Ủa gì là nãy nó đứt chứ không phải nó đứt cái viền hả? Xé lưới luôn, xé mất lưới mất thịt luôn á. Ngon vậy. Rồi. Hết hồn chưa? Đó này. Vô. Nhà bắt gà luôn rồi, vô. Vô mình làm mãi đây rồi mình về. Ké anh ơi, em ké vậy ly đây. Ké con cá thôi. Thùng thùng thùng. Em có mồi nữa đây, anh có rượu nhạc em có mồi. Đó rồi. Này không có con chó hốt luôn á. Đúng bài luôn, nửa dần trăng luôn. Này không có trăng. Thâu thả dính là 3 con đã bạn ơi. Hết rồi. Dần dần dớt con cuối coi. Thôi cái này không có hấu hụi chót đâu, cái đại lưới này mấy bển mà chú út giết hết rồi. Con cá này là anh dính giữa sông nè, giữa sông cá bự á. Rồi hết lưới vậy rửa. Thôi rửa hết hả? Rửa rửa à? Không hết rồi đó. Hết rồi đó, nhiều rồi đó. Rồi về thôi. Nhiều là đủ rồi. Rồi xong. Chứ mà không có muốn nhiều cũng không được. Ôi, nhiều đó, nhiều là đủ vốn mà trời ơi, một bàn tay luôn. Dữ thiệt. Đã thiệt chứ. Nằm ngay khuất mấy kia chờ mấy kia lắc này hết cái giá trị hết rồi. Lần đầu tiên thả lưới dính được con bự. 2 năm mới về đó. 2 năm nay rồi á. Đúng rồi, 2 năm mà mới dính được con bự nữa đó. Lưới bự mới bắt cá bự chứ. Rồi, thôi về thôi bạn ơi.
quá trời đã con cá rồi bạn ơi. Tay lưới sao bị gách tính đầu sông sao bông rồi, dính được có 3 con à. Nhưng mà bớ hàng khủng, hàng khủng. Trời ơi, lâu dữ lắm lâu mới được con mày dinh cỡ này nè. Siêu to luôn, khổng lồ luôn. Con này chắc tầm 700-800 gram nha. Quá đã bạn ơi. Trời ơi, đập đầu mày. Tay đầu được 10 con, tay sao được 3 con. Hình như là được con cá dảnh. Đẳng cấp không? Quá trời đã luôn trời. Hai năm nay săn dữ lắm, săn mới được con nè. Quá trời sướng, không muốn công chiều ăn cơm giọt liền, tranh thủ nước được. Tính này thất rồi. Quến con cá vô hai vợ chồng sướng gân trời đất chứ, la thôi thôi luôn. Ghê không? Đẳng cấp không? Rồi giờ gọng cá bạn ơi. Con này thì mơ không thể nào thoát khỏi cái đầu của con cá sóc trăng rồi. Con này mà công nhận đã thiệt. 800 gram, 800 gram có thể có trên. Nói chung từ 700 gram tới 900 gram mà không tới 1 ký đâu. Rồi cho nó 800 gram đi. Thôi cho nó 1 ký đi. Nãy em gái sóc trăng nó 1 ký. Coi như 1 ký đi cho nó bự. Nhìn nhắm này làm biến lại lấy cái cân quá. Theo theo cũng được á. Thôi kệ đi, cho bạn tò mò chơi. À, mấy con này là hàng 200 gram, con phải nằm với nó là không có xi nhê gì chứ. Đó, đã không? Sướng 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 con. 13 con cá, 2 kg hơn. Ít nhưng mà chất lượng. Ê, trời ơi. Rồi, giờ lên nhà tắm rửa các bạn ơi. Sướng rồi đó. Phải bữa nay không dính con này là thúi của hũ luôn rồi. Tay đó mà kéo lên hai con nhỏ xíu cái chết luôn. Đang im gu luôn, quên con cho gờn luôn. Đã không còn gì sướng bằng. Đã thiệt. Ừ, ha. Con này nói chung nó hơi ốm. Con này mùa này chưa phải qua cỡ 2-3 tháng sau cái bụng nệm nó phì lên cỡ bả dậy ra gì nè. Là con này có hơn ký. Dậy thứ già cái mỏ nó. Dọc dọc ngồi sáng là chết nhắc luôn. Đó, nó hồi nhà đây con. Quá đã ơi.